chào quý khán giả và bà con ngư dân. Như đã dự báo từ sáng ngày mai 28 tháng 1, khối không khí lạnh mới từ phía Bắc sẽ dồn xuống, gió trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc của Biển Đông sẽ chuyển hướng Đông Bắc và mạnh lên mức cấp 6 đến cấp 7, giật trên cấp 7 gây sóng cao biển động. Thời tiết không được thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, phải từ khoảng chiều và đêm ngày mai 28 tháng 1, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tràn xuống, khiến cho gió Đông Bắc tại đây mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật trên cấp 7 biển động. Đến với các hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, dự báo trong đêm nay ở khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ. Gió có hướng Đông Bắc cho đến Đông, duy trì cường độ yếu chỉ ở mức cấp 4. Bà con ngư dân chỉ cần lưu ý tình trạng sương mù xuất hiện vào đêm và sáng, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km. Sau đó, khi không khí lạnh tràn về, thì gió trên khu vực sẽ mạnh dần lên cấp 6, gây sóng cao và biển động. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận cũng như là trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai, gió hướng Đông Bắc đến Đông có cường độ ở mức cấp 4 và trời nắng ráo. Cũng từ chiều ngày mai, không khí lạnh cũng tác động đến vùng biển này, khiến cho gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Với khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau cũng như là tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc có cường độ phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5. Sau đó từ chiều tối và đêm mai sang đến ngày 29 tháng 1, gió Đông Bắc ở khu vực này mới mạnh lên gây biển động. Với khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc. Tại đây thời tiết vẫn ổn định, gió trên khu vực thổi yếu, biển êm. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động biển. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.